30 năm nợ tình chưa trả. Tác giả Lê Văn Lý. Phần cuối. 5 giờ sáng, mặt trời chưa kịp ửng đỏ phía đông, Phúc đã sẵn sàng chờ cha Bixson ở trước căn phòng apartment với quần áo chỉnh tề, tóc chải thẳng mướt. Hôm nay là ngày khai giảng cho semester mới. Phúc như học trò mới lên trường, quần áo còn rộng ở bụng và tay áo thì hơn bình thường. Phúc như lính mới đầu tiên bỡ ngỡ nhận đơn vị, im lặng theo linh mục Mixon đến văn phòng ghi danh. Người thư ký trong văn phòng mỉm cười thân thiện trong khi Phúc bắt tay chào. Cô Marie là sinh viên thứ ba đang học tại trường và làm việc bán thời gian cho văn phòng. Cha Mixon sang hỏi Phúc: "Con có muốn làm thêm trong lúc đi học không?" Phúc ngạc nhiên hỏi: "Con được phép làm thêm?" "Ừ, con được phép làm thêm tại trường trong giờ nghỉ và được lãnh trợ cấp cho học phí. Việc làm trong trường cho phép sinh viên làm bán thời gian và dành thời giờ đi học nữa." "Dạ, con muốn ghi danh làm." Mary coi chương trình học của Phúc rồi nói: "Anh có thể làm 20 giờ trong tuần, cuối tuần được làm thêm 10 giờ. Đêm đêm Phúc làm công việc dọn dẹp và làm vệ sinh phòng thí nghiệm. Những đêm khuya, người ta thường thấy hình ảnh Phúc miệt mài làm việc cũng như học tập một mình bên cạnh những dụng cụ thí nghiệm trong phòng. "Anh ngồi xuống đây." Phúc ngồi xuống như cái máy không nói lời nào. Mắt bị bịt kín nên không nhận diện được nơi này. Chung quanh, Phúc nghe được tiếng nói đàn ông lẫn tiếng của đàn bà. "Mấy đồng chí bắt được tên cảnh sát chìm này hay quá vậy." "Tôi nhờ đồng chí thủ trưởng dù nó vào nhà ăn cơm chiều." "Chà, tên này như chuột mắc bẫy gái không chạy được đâu hết." "Mấy đồng chí cũng chờ tổ trưởng về quyết định." Tất cả bỗng dưng im lặng, nghe tiếng thì thào: "Tên này của đồng chí thủ trưởng xử lý, mình đi ra ngoài canh chừng." Phúc thấy mắt mình sáng ra, miếng khăn cột mắt đã mở ra, trong phòng ánh sáng mờ nhạt yếu. Phúc chớp mắt, cố nhận rõ người đối diện, tiếng nói nhẹ và nghe rất quen: "Anh Phúc, nhìn rõ chưa? Thu nè. Xin lỗi phải dẫn anh về bằng cách này thật không lịch sự lắm. Nhưng em hết cách vì em muốn bảo mật và giữ an toàn cho anh và em." Phúc ngạc nhiên, nhớ lại mình ở quán cơm và đang ăn cơm với Thu, uống ly rượu rồi ngủ lúc nào không hay. Thu nhìn Phúc vẫn còn ngơ ngác mỉm cười: "Em dẫn anh đến gặp một người, anh sẽ ngạc nhiên." Thu nhìn Phúc mỉm cười, mắt sáng long lanh, nét mặt sung sướng và mặt có vẻ ửng đỏ. Phúc hỏi lại: "Em muốn anh gặp ai?" "Rồi anh sẽ biết." Lần này Thu chở Phúc trên chiếc Vespa trắng, không bịt mắt Phúc lại như lần trước, chỉ yêu cầu nhắm mắt lại. Đừng mở ra khi để nhận sự ngạc nhiên và thích thú. Tiếng xe ngừng hẳn, Thu dìu Phúc vào trong nhà. Phúc tự hỏi: "Thu bày trò gì đây, hay một cạm bẫy khác?" Đang nghĩ ngợi chưa dứt thì Phúc nghe tiếng Thu: "Bây giờ anh có thể mở mắt ra được rồi đó." Phúc ngạc nhiên nhìn phía trước mặt mình, một bé gái thật dễ thương nằm trong nôi nhìn mình mỉm cười thật ngây thơ, hai tay với trên trời như muốn đòi Phúc ẵm lên. "Bé Thoa cưng của mẹ, mẹ đem ba về cho con gái cưng gặp ba Ngụy gián điệp rồi đó. Vui chưa con, lúc nào cũng nói ba ba." Phúc ngạc nhiên và ngập ngừng hỏi Thu: Anh là ba của bé Thoa?" Thu mỉm cười gật đầu: "Anh còn nhớ đêm đó không? Anh đã cài cho bé Thoa làm gián điệp theo em đó. Bây giờ thấy mặt, bé Thoa là nhân chứng, là một con bé gián điệp Ngụy dễ ghét. Nó theo em cả đời, lại đi tìm anh báo cáo cả đời." Thu âu yếm choàng tay ôm Phúc vào lòng. Một tên là Ngụy cha khôn lanh, một con bé Ngụy gái không thể rời được. Thiệt là em thiếu nhiệm vụ trong chức năng, anh coi em đáng phạt gì đây? Phúc hôn nhẹ lên má Thu nói: "Phạt như vậy nè." Thu sung sướng nhận nụ hôn của Phúc. Cha đáng ghét,
con gái đáng ghét. Cách trồng người này thiệt là đáng ghét. Phúc ẵm bé Thoa vào lòng. Anh phải ẵm cô bé Thoa gián điệp nhí này theo anh, không để cho cô Ngụy dễ ghét này theo đảng Cộng sản được. À ha, em dẫn anh đến xem tội ác của anh gieo cho em, chứ không phải dẫn anh đến xem chiến lợi phẩm về bên Mỹ Ngụy. Bé Thoa là của em sinh nó ra rất khó khăn và giấu kín mới thoát được trừng phạt của đảng. Anh đem Thoa theo anh thì em khỏi bị đảng trừng phạt. Như vậy vẹn toàn cho con đường em đi, cha con anh cũng vẹn toàn. Thu lắc đầu và bất chợt nước mắt rơi rơi. Không anh, khi Thoa lớn lên em sẽ cho Thoa tìm anh. Bây giờ thì không thể được, Thoa cần em. Thôi anh phải về. Thu nắm tay Phúc kéo lại. Anh không thể đi. Anh đừng bỏ em và con. Anh nợ em chưa trả, anh không thể đi. Anh Phúc. Tiếng Thu khóc lớn. Anh phải trả nợ cho em và con. Anh. Tiếng Thoa khóc lớn bên tai. Phúc trở mình thức dậy, giấc mơ như thật. Phúc toát mồ hôi. Phải nếu đó là thật sự thì Phúc đã được ẵm con gái mình. Chỉ nhìn Thoa qua tấm hình thật nhỏ, Phúc cũng cảm thấy nhớ thương con gái dù chưa lần nào gặp mặt. Mary nhìn Phúc có vẻ ngạc nhiên hỏi. Chào Phúc, sáng nay thấy nét mặt anh có vẻ không tốt lắm. Chào Mary, hôm qua nằm mơ thấy sống ở Việt Nam bị bắt lại. Người bắt mình lại là cô bạn gái gián điệp của mình. Mary ngạc nhiên và thích thú. À, chắc vậy làm anh không vui. Nhưng nó chỉ là giấc mơ thôi. Nếu anh muốn có thể chia sẻ với tôi giấc mơ của anh cũng được. Tôi đã có con với cô đó, nhưng chưa bao giờ biết mặt con. Vì an toàn của tôi nên cô phải đưa tôi đi trốn đi khỏi nước để khỏi bị giết chết. Anh còn sống sẽ có ngày gặp lại. Bao lâu? Không ai biết được. Nước Mỹ và Việt Nam là hai nước không có bang giao. Tôi không thể trở về nữa. Lịch sử cho biết không có chuyện gì là mãi mãi. Đừng bao giờ nói sẽ không bao giờ. Tất cả sẽ thay đổi. Đó là lịch sử. Hy vọng là lẽ sống. Còn sống là còn hy vọng. Anh nên tin tưởng vào đó. Thượng đế an bài cho anh. Cảm ơn Mary khuyên. Thôi mình đi làm việc. Ừ, mình đi làm. Mary làm chung, thường giúp đỡ Phúc trong công việc hàng ngày. Mary cũng thích nghe và nói chuyện với Phúc về quê hương Việt Nam. Tâm sự với Mary, Phúc cảm nhận được sự thông cảm an ủi của Mary. Giấc mơ về Thu và những cơn ác mộng thỉnh thoảng đến với Phúc đều tâm sự với cô bạn Mỹ. Ngoài Mary, Phúc không có thời gian tiếp xúc với những người bạn chung quanh. Mary bước vào nhà gọi lớn. Hello Phúc, anh ở đâu? Mình có tin vui cho anh. Phúc đang trồng cây sau nhà với Helen và Paul bước vào. Mary, em có gì vui mà có vẻ mừng như gặp được món quà lớn? Em có món quà lớn cho anh, nhưng anh cần hôn em một cái lo lót thì mới nói ra được. Phúc hôn nhẹ lên mặt của Mary. Như vậy được chưa? Chưa được. Mới có một bên là chưa tỏ lòng thành. Ok, thêm bên kia nữa và hôn thật lâu. Em có người bạn làm chung người Việt có chồng Mỹ. Người bạn thân thiết nấu ngon và có món đặc biệt nấu bằng mắm ruốc Vũng Tàu. Nghe anh nói anh rất thích nên hẹn với nó dẫn mình đi ăn vào cuối tuần này. À, một con mồi ăn uống đang bị quyến rũ. Cảm ơn em. Ok, mình sẽ đi đến nhà bạn em vào cuối tuần. Mình có dẫn Helen và Paul đi theo không? Dẫn theo chứ, cho Helen và Paul làm quen và tập nói tiếng Việt với người lạ. Phúc kết hôn với Mary hơn 20 năm. Từ lúc quen Mary cùng học chung trường đại học, rồi ra trường đi làm chung. Mary lúc nào cũng giúp đỡ và chia sẻ buồn vui cùng Phúc. Nhiều năm qua hạnh phúc bên Mary, nhưng thỉnh thoảng Phúc vẫn còn nhiều cơn ác mộng và gặp Thu với con gái chưa một lần gặp. Mary cũng đem đến cho Phúc thật nhiều hạnh phúc, dù không cùng ngôn ngữ,
Nhưng sự cảm thông của Mary làm Phúc xoa dịu phần nào nỗi buồn của cuộc sống xa quê hương. Phúc tâm tình với Mary. Nếu có một ngày anh gặp lại Thu và bé Thoa thì anh phải làm sao? Em có ý kiến gì không? À, đó là ý nghĩ của anh thôi. Anh quyết định theo ý của anh. Em tôn trọng sự sáng suốt của anh. Hy vọng sẽ có ngày đó. Em chúc anh có ngày vui đó. Helen, con lớn của Phúc, 20 tuổi. Paul, 20 tuổi. Cả hai cùng học đại học. Những ngày nghỉ lễ thường về thăm và ở nhà với Phúc và Mary. Phúc rất hạnh phúc và hãnh diện khi dẫn hai con đi đến dự tiệc tại nhà bạn người Việt. Phúc cũng muốn cho con hiểu thêm ngôn ngữ và tập tục của Việt Nam. Chào Alan, đây là Phúc ông xã mình, Helen, Paul con của mình. Chào Mary, hân hạnh gặp bạn, ông xã người Việt Nam. Dạ, đúng rồi, ông xã là người Việt Nam. Hèn gì, Mary biết ăn đồ Việt Nam và nói được tiếng Việt rất hay. Mình quen với ông xã trong trường đại học, rồi ra trường chung, bây giờ thì ở chung nhà nữa. Helen chào dì, Paul chào dì. Cảm ơn Helen và Paul. Mời hai cháu vào chơi, hai cháu tự nhiên như ở nhà. Dạ, cảm ơn dì Alan. Ông xã Alan có ở nhà không? Ông đi công tác xa nên mình ở nhà một mình với bạn đến cuối tuần cho vui. Thỉnh thoảng Alan có về thăm Việt Nam không? 5 năm rồi, mình buồn quá không có về Việt Nam. Sao vậy? Về nhớ mẹ quá thôi. Còn ba thì sao? Mình không biết ba là ai. Mẹ nói ba qua Mỹ khi mình còn mới sơ sinh. Alan dọn lẩu bún nấu mắm rút Vũng Tàu. Dĩa rau gỏi muống và rau thơm đầy ấm ấp trên bàn làm cho Phúc thêm thèm hương vị quê hương Phúc đã vắng đi gần 30 năm. Chan nước lẩu mắm rút vào tô, một chút nước ớt cay và một miếng chanh vắt vào làm Phúc chưa ăn nhưng nước miệng đã tràn đầy. Con tôm nhúng đưa cay cùng hớp một ngụm bia Miller Lite. Phúc cảm nhớ lại ngày đầu cùng Thu ăn tối tại đường Tôn Thọ Tường, Chợ Thiết, quận 11. Lần đầu làm quen với Thu, một lần Phúc nhớ mãi trong ký ức. Mary, cô Alan bạn em còn trẻ quá. Anh tưởng Alan cùng tuổi với mình. À, xin lỗi, em quên nói về cô ta cho anh biết. Alan là nhân viên của em, cô làm rất giỏi. Em có cảm tình với Alan nhiều lắm. Lúc đầu em tưởng Alan là người Tàu, nhưng nói chuyện mới biết Alan là người Việt, có chồng hơn 10 năm rồi. Khi Alan 20 tuổi, qua Mỹ học đại học, có chồng rồi ở lại Mỹ luôn, tốt nghiệp đi làm. Đổi tên Mỹ khi vô công dân Mỹ. Alan nấu ăn ngon thật, nấu đúng là hương vị của người Vũng Tàu nấu. Để em học cách về nhà làm cho anh ăn ngon miệng. Hôm nay thật là vui, ăn thật ngon. Cảm ơn em giới thiệu người bạn quê hương của anh. Hôm nào mình mời Alan và chồng Alan đến nhà mình ăn cơm. Ok, cuối tuần tới em có giờ rảnh. Anh muốn em đãi gì cho vợ chồng Alan? Thì em nấu món Mỹ đi, mình nấu món Việt chắc không bằng Alan đâu. Phúc cảm thấy hồi hộp và bâng khuâng trong lòng khi thấy Alan lần đầu tiên. Phúc cố nhớ lại trong ký ức coi có ai mình quen giống như Alan không. Phúc không tìm được câu giải đáp. Ba, ba ơi! Phúc nghe tiếng Helen la lớn trong phòng ngủ của mình. Phúc phía sau nhà chạy vào, Mary cũng hốt hoảng chạy vào. Helen ôm ngực, nước mắt rưng rưng, trong tay có cầm khuôn hình nhỏ. Phúc thật ngạc nhiên và cũng không hiểu tại sao Helen có thái độ lạ. Ba xem tấm ảnh này rồi ba nói cho con biết từ đâu ba có vậy. Mary ngạc nhiên ôm Helen vào lòng. Helen, con có gì không ổn hả? Sao vậy con? Phúc trố mắt nhìn Helen. Hình này ba có trong phòng từ lâu, từ khi ba và mẹ quen nhau, mẹ đã biết rõ nó từ đâu tới. Ba có bao nhiêu tấm hình như vậy? Phúc ngạc nhiên hỏi lại. Sao con hỏi câu này? Ba chỉ có một tấm mà thôi. Vậy ai ở trong hình này vậy?
Đó là bạn gái ngày xưa của ba, còn em bé là con của ba và cô đó. Mary xen vào. Ba con mất liên lạc với cô đó đã 30 năm qua. Ngày xưa trong thời chiến tranh Việt Nam, cô là gián điệp của Cộng sản Bắc Việt. Ba cũng là gián điệp của Nam Việt Nam. Vì hai người làm việc khác nhau nên không thể ở chung được. Họ chia tay 30 năm rồi không tìm lại được. Helen gật đầu. À, con hiểu rồi. Xin lỗi ba, con nhắc lại niềm đau của ba làm cho ba không vui. Cảm ơn con. Cảm ơn mẹ con cho ba một mái nhà ấm cúng hơn 20 năm qua. Cuối tuần... Phúc và mọi người đón Alan và chồng vào nhà. Ăn và dọn dẹp xong thì bỗng dưng đèn chớp rồi sáng lại. Helen bưng ra một cái bánh đặt trên bàn có chữ viết mừng ngày hồi ngộ. Alan ngạc nhiên hỏi Helen. Helen đón gia đình mình làm bánh ăn mừng đón rất long trọng, thật cảm động, thật cảm ơn. Chị Alan có đem những đồ mình hỏi không? Có chứ, tất cả trong túi vải. Helen ra vẻ bí mật long trọng tuyên bố. Mời ba Phúc lấy đồ trong bọc vải ra coi và cho biết cảm giác. Phúc đến đưa tay vào bọc vải vừa nói. Helen có chuyện bí mật mà giấu ba đến giờ chót. Phúc lấy ra đầu tiên là khuôn hình nhỏ có hình của Thu và bé Thoa bên cạnh chiếc Vespa trong 30 năm về trước. Trong hình rõ ràng có bí số ghi của Thu. Phúc lấy ra thêm một lá thư đề nghị người nhận là Phúc. Lá thư đã vàng úa theo tháng năm. Sài Gòn, ngày, tháng năm. Anh Phúc yêu ơi, anh có biết lúc em viết thư này cho anh là em nhớ anh với đôi hàng nước mắt chảy dài không ngưng được. Em không có địa chỉ của anh, nên em để đây mong là có dịp thư này sẽ đến tận tay anh. Mỗi ngày nhìn con lớn theo ngày tháng, em càng nhớ anh. Trong những năm đầu em nhớ anh, nhưng vì công chuyện làm em bớt đi nhớ nhung làm sao quên được. Chính em đã tiễn biệt anh bên bờ sông Sài Gòn. Em vẫn hy vọng anh còn sống và mình sẽ đoàn tụ với con. Món nợ ân tình anh thiếu em thì em sẽ tìm anh để tính sổ vốn lẫn lời. Anh biết không, những ngày tháng sau cùng của cuộc đời, em bị bệnh ung thư, em đi chữa bệnh. Một mình không sợ, nhưng em chỉ sợ cô độc. Có lẽ anh cũng chung cảm nghĩ như em. Cô độc không sợ, chỉ sợ cô đơn trên cõi đời này. Tội cho con mình. Thoa lúc nào cũng bên em, lúc nào cũng đến an ủi em. Thoa nghe chuyện em kể về anh rất nhiều, nên Thoa rất mong muốn gặp anh một lần để nhìn tận mặt người cha ngụy đã ra đi bỏ mẹ cô đơn khi Thoa còn bé thơ. Nhưng người cha đó chỉ làm cho mẹ thương mà không hề làm cho mẹ hận. Anh là người tuyệt vời trong đời em. Anh đã làm cho em đau, anh đã làm cho em thương mà anh không làm cho em giận. Tên ngụy gián điệp ác độc theo lời đảng nói, nhưng đối với em, anh là người gieo vào em một tình yêu, nó theo em và lớn theo thời gian. Mỗi lần em hôn con là một lần em nhớ đến nụ hôn của anh. Một nụ hôn mà cả đời em không làm sao quên được. Anh có biết em đã hôn bao nhiêu ngàn cái không? Em sẽ tính sổ với anh, em sẽ bắt anh trả vốn lời. Anh sẽ trả gấp 5 lần nụ hôn em đã hôn con. Ngày nằm trên giường bệnh, nhìn mái tóc của em rụng rơi theo ngày tháng, em vẫn còn hy vọng sống để gặp anh trả lại món nợ ân tình mà anh đã thiếu em. Sài Gòn. Bây giờ em đã kiệt sức, nhưng trong lòng em yêu thương, yêu anh vẫn còn mãi không cạn kiệt. Còn một hơi thở thật nhẹ, em vẫn còn có thể nói yêu anh. Một ngày nào đó, nếu anh nhận được thư này và nhận được con, anh hãy thay em thương yêu con và hôn con nhiều như em đã hôn con. Nợ ân tình của em chỉ có đòi hỏi ở anh bao nhiêu thôi. Sài Gòn, vĩnh biệt anh yêu, một thời yêu nhau, một thời nhớ anh, cả một cuộc đời thương về anh. Vĩnh biệt, Thu. Phúc buông lá thư xuống, nhìn Alan rồi giang tay ra. Alan chạy vào vòng tay của Phúc. Nước mắt Alan chảy dài trên khuôn mặt. Phúc cũng rơi nước mắt dài trên má. Phúc siết chặt vòng tay ôm con gái vào lòng, thổn thức. Thoa,
con của ba. Ba đã nhớ tìm con 30 năm qua. Con và mẹ cũng nhớ ba hơn 30 năm. Giây phút cuối mẹ vẫn mong có ngày cha con mình gặp lại. Ngày này nếu mẹ còn thì vui biết bao nhiêu. Phải, 30 năm nợ ân tình ba vẫn chưa trả được. Thu ơi, cha con anh đã đoàn tụ. Cảm ơn tấm hình em gửi tiễn đưa cho anh đi. Cảm ơn nợ tình của em không bao giờ trả. Anh vẫn còn nợ em. La Trobe, tháng 8 ngày 17 năm 2019. Viết tặng người vợ thương yêu.